Của chân nhân chương 1191 Ba con tiên cổ đều có đại dụng Hai Vạn tượng tinh quân cũng là lệ riêng Bởi vì y tiến vào mộng cảnh Của tinh túc tiên tôn Không có bất kỳ phản ứng gì mà chết đi Vì thế tiên cổ mới bảo lưu lại được Cuối cùng tiện nghi cho phương nguyên Ba con tiên cổ này đều lưu lại Ý chí của vạn tượng tinh quân Nhưng có địa linh tinh tượng hiệp trợ Muốn thu phục chúng vấn đề không lớn Chủ nhân đây là truyền thừa tiên đạo được cất giữ trong phúc địa, mời ngài xem qua. Địa linh tin tượng dâng lên một phần truyền thừa cho Phương Nguyên xem qua. Thì ra đây là kỳ ngộ đầu tiên của vạn tượng tinh quân. Có liên quan đến truyền thừa cổ tiên tinh đạo. Nhờ truyền thừa này, vạn tượng tinh quân chỉ là tán tu một đường tu hành trở thành cổ tiên lục chuyển. Kỳ ngộ thứ hai của vạn tượng tinh quân là phát hiện cửa vào động thiên phùng tinh, nhiều lần tiến vào vơ vét tài nguyên bên trong. Nói đến, vận khí của y đúng là không tệ. Vạn tượng tinh quân chủ tu tinh đạo, động thiên phùng tinh cũng lấy tinh đạo làm chủ, tài nguyên vô cùng phù hợp. Không giống phương nguyên. Phương nguyên là cổ tiên lực đạo. Phúc địa hồ tiên là nô đạo, đảm thạch cổ của đảng hồn sơn là hồn đạo. Mấy cái này không có liên quan chặt chẽ với nhau. Đáng tiếc, cuối cùng vạn tượng tinh quân đã chết, hết thảy đều làm lợi cho phương nguyên. Phương nguyên ở bên trong phúc địa tin tưởng hết một ngày, khảo sát một phần tộc nhân người đá bên trong phúc địa và ba con cá hoang thú thứ tích tinh long. Khi vạn tượng tinh quân còn sống, y đã trăm phương nghìn kế chuyển đến một tộc nhân người đá nhỏ. Y không có đảm thạch cổ, phúc địa tinh tượng lại không phải là nơi sinh trưởng thích hợp cho người đá, vì thế mà người đá chết rất nhiều. Vất vả lắm mới giữ lại được một nhóm. Ba con cá hoang thú thứ tích tinh long là bắt được từ động thiên phùng tinh. Ở đó không bao giờ thiếu hoang thú. Sở dĩ vạn tượng tinh quân hao phí khí lực và vốn liếng như vậy, cũng bởi vì thức ăn cho tiên cổ tinh ngân. Thức ăn của nó chính là thịt cá thứ tích tinh long. Nuôi tiên cổ tinh quang thì cần cơ thể người đá. Về phần tiên cổ tinh mầm, thức ăn là trong biển ám tinh. Loại trong biển này sinh trưởng rất nhiều dưới đáy hồ toái tinh. Đây chính là trạng thái hệ thống cổ tiên. Chủ tu lưu phái gì, tiên cổ chính là của lưu phái đó, tiên khiếu sẽ lấy đạo ngân của lưu phái đó làm chủ như vậy nuôi nấng tiên cổ sẽ gánh vác được tự mình bồi dưỡng một lượng thức ăn không giống phương nguyên tiên khiếu lực đạo chết đi phúc địa hồ tiên là tiên khiếu nô đạo trong tay lại có tiên cổ lực đạo trí đạo hồn đạo vận đạo việc nuôi những tiên cổ này nhất định phải tìm người bên ngoài trợ giúp lần nào cũng phải hao hết tinh thần mà vẫn chưa ổn định tiên cổ tịnh hồn trong tay phương nguyên đến giờ vẫn chưa được ăn no mặc kệ là phúc địa hồ tiên hay là tiên khiếu lực đạo, đều rất khang hiếm đạo ngân hồn đạo. Cho dù phương nguyên có muốn nuôi dưỡng cổ bạch liên cự tầm cũng không có khả năng. Phúc địa tinh tượng nhận chủ, thực lực phương nguyên tăng gấp đôi. Ba tiên cổ tinh đạo, bốn hạng một kinh doanh lớn, một truyền thừa tinh đạo hoàn chỉnh. Phương nguyên phải cần thời gian dài mới có thể tiêu hóa được. Hắn yêu cầu địa linh tinh tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu nhận chủ ở bảo hoàng thiên, giả bộ phúc địa tinh tưởng còn chưa nhận chủ trong thời gian ngắn hắn không có ý định báo cáo lại sự việc cho hắc lâu lan và thái bạch vân sinh có thể che giấu được bao lâu thì che giấu phúc địa hồ tiên đã bị bại lộ phúc địa tin tưởng được xem như bại lộ một nửa hắc lâu lan đã biết vị trí này nếu tương lai phải chạy trốn cơ nghiệp này rất quan trọng đối với hắn về phần tài nguyên bên trong phúc địa hồ tiên và đảng hồn sơn phương nguyên tạm thời không có ý định di chuyển vừa mới bố trí lại đầu nhập một lượng lớn tài chính, một khi di chuyển đến phúc địa tin tượng, Hắc Lâu Lan là người khôn khéo đến cỡ nào, còn không nhất thanh nhị sở sao. Một thời gian sau đó, Phương Nguyên tiếp tục tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu. Tiếp nhận ảnh hưởng của đại hội, toàn dân Trung Châu dậy sóng luyện cổ. Tin tức 10 đại cổ phái Trung Châu liên thủ mai phục tống tử tinh thất bại cũng không truyền ra ngoài, chỉ có cổ tiên cao tầng mới biết được thôi. 10 đại cổ phái mất mặt vô cùng. Tống tử tinh thì bạc vô âm tính, dẫn đến rất nhiều phái hoặc cổ tiên tán tu chê cười. Không ít cổ tiên đã bắt đầu hành động, ý định tìm kiếm dấu vết còn lưu lại của tống tử tinh ở sơn mạch chân dương. Nhưng làm sao có thể tìm được? Kiếp trước của Phương Nguyên, 10 đại cổ phái vì giữ gìn mặt mũi và danh dự, tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm ra được. Công phu ẩn nút của tống tử tinh có thể nói là tuyệt đỉnh, ngay cả Phương Nguyên còn phải thua kém ông ta. Cho nên, ngay từ ban đầu Phương Nguyên đã không có ý định truy sát Tống Tử Tinh. Trước cuộc cũng đến ngày ước định là ngày Phương Nguyên đánh cược với Phượng Kim Hoàng. Mặc dù không phải thi đấu nhưng lại thu hút rất nhiều cổ sư đến quan sát. Phượng Kim Hoàng, ngươi muốn đánh cược, vậy trước tiên hãy đặt ra tiền đánh cược đi. Tiền đánh cược quá ít, trận đánh cược này không cần phải bắt đầu. Phương Nguyên nói trước mặt mọi người. Có thể không đánh cược thì không đánh cược phương nguyên chỉ muốn là một trong sáu người nhận được truyền thừa bất bại mà thôi cho dù đánh cực thua cũng sẽ không loại bỏ hai bên hay ảnh hưởng đến thứ tự phượng kim hoàng đã sớm chuẩn bị lúc này truyền âm tiền đánh bạc của ta nhất định sẽ khiến ngươi động tâm phương nguyên ngươi đã trở thành tiên cương tất nhiên biết được nỗi khổ của tiên cương trong tay ta có biện pháp có thể giúp ngươi giành lại được cuộc sống mới pháp môn giành được cuộc sống mới phương nguyên nheo mắt biểu hiện thay đổi rõ ràng linh duyên trai không hổ danh là một trong mười đại cổ phái nội tình thâm hậu vượt quá sự tưởng tượng phương nguyên đau khổ tìm kiếm pháp môn thoát khỏi thân phận tiên cương giành lại cuộc sống mới thế mà linh duyên trai lại có lúc này phượng kim hoàng đưa ra tiền đánh bạc như thế quả thật đã đánh trúng mệnh môn của phương nguyên không để cho hắn từ chối ha ha phương nguyên cười một tiếng thu lại tâm trạng kích động hắn nhìn phượng kim hoàng nói phương pháp mà ngươi nói không phải là pháp môn đoạt xá của tiên hạt môn chứ dĩ nhiên không phải phượng kim hoàng cười nhạt một tiếng phương nguyên trầm ngâm tiền đánh cực này của ngươi đúng là khiến ta động tâm nhưng tiền đánh bạc này vẫn còn một khoảng cách với phúc địa hồ tiên phượng kim hoàng nói bất kỳ sự vật gì giá trị cũng đều thay đổi phương nguyên nếu bảo ngươi chọn giữa phúc địa hồ tiên và cuộc sống mới ngươi sẽ chọn cái nào đương nhiên là dành cuộc sống mới rồi phương nguyên trong lòng không chút do dự ngoài miệng cũng không chút do dự đương nhiên là phúc địa hồ tiên rồi đây là cơ nghiệp lớn nhất của ta cho dù ta thành tiên cương cũng có thể sống rất tốt ở đời này khóe miệng phượng kim hoàng nhếch lên thở ra một hơi lúc này mới lắc đầu phương nguyên ngươi không phải là người có tầm nhìn ngắn đến như vậy nhưng ta biết ngươi sẽ không lấy phúc địa hồ tiên ra đánh cực với ta mà ta cũng không thể cưỡng ép ngươi làm như thế chúng ta nói chuyện thực tế thôi nếu ta thua ta sẽ đưa cho ngươi pháp môn giành lại cuộc sống mới ngươi yên tâm phương pháp này đã có tiền lệ thành công nếu ngươi thua chúng ta làm một vụ mua bán phương nguyên cười nhạt nhìn phượng kim hoàng biểu hiện ung dung ồ mua bán gì phượng kim hoàng nhân tiện nói nếu ngươi thua ngươi phải đạt thành giao dịch với linh duyên trai ta trường kỳ cung cấp đảm thạch cổ cho phái của ta giá cả có thể thương lượng chỉ cần không quá cao là ổn nhưng ngươi phải trường kỳ giao hàng số lượng phải đủ nếu ngươi thiếu hồng phách linh duyên trai của ta có thể bán cho ngươi giá còn thấp hơn thị trường ba thành nhưng khoản giao dịch này nhất định phải được ưu tiên thậm chí còn ưu tiên hơn cả tiên hạt môn mặc kệ hàng của ngươi có bao nhiêu nhất định phải cung cấp cho linh duyên trai ta đầu tiên sau đó mới bán cho những nơi khác phương nguyên nghe xong không khỏi dò xét phượng kim hoàng trước mặt đối với cô gái trước mặt đúng là lau mắt mà nhìn không nghĩ đến chỉ qua một khoảng thời gian đối phương đã trưởng thành đến mức như vậy không hổ danh là thiên tài không phải nói là đằng sau nàng ta có người tài ba dạy dỗ yêu cầu này của phượng kim hoàng đối với phương nguyên mà nói thật sự là quá mức thậm chí có thể nói là hậu đãi đảm thạch cổ đối với phượng kim hoàng mà nói cũng là nhu cầu cấp bách vì sao bởi vì Phượng Kim Hoàng phải vận dụng tiên cổ mộng dực thăm dò mộng cảnh. Cho dù có tiên cổ phụ trợ, phương diện hồn phách cũng sẽ mệt mỏi, sẽ bị tổn thương. Còn đảm thạch cổ chính là mặt hàng tráng hồn cao cấp nhất, ngay cả ma tôn cửu chuyển u hồn ma tôn cũng phải tán thưởng. Phượng Kim Hoàng vốn muốn khiêu chiến phương nguyên, chẳng qua chỉ là tâm tính thiếu niên mà tiến hành thôi. Nhưng lúc này bàn chuyện đánh bạc với hắn, cũng là nhu cầu hiện tại, thực sự cầu thị, nói đến thực lợi đây mới là hành động của người trưởng thành. Nếu Phượng Kim Hoàng muốn Phương Nguyên lấy phúc địa hồ tiên hoặc đảng hồn sơn ra làm tiền đặt cược, Phương Nguyên chắc chắn sẽ không đồng ý. Mặc dù Phương Nguyên treo cái danh tiên hạt môn, nhưng quan hệ giữa hắn và tiên hạt môn, 10 đại cổ phái đều biết rất rõ. Phương Nguyên tuyệt sẽ không cố kỵ danh thanh của tiên hạt môn mà đồng ý đánh cược này với Phượng Kim Hoàng. Cho nên, Phượng Kim Hoàng mới đưa ra yêu cầu đó. Đối với Phương Nguyên mà nói, bán đảm thạch cổ cho linh duyên trai cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt thứ nhất chính là mở rộng quy mô tiêu thụ, có thể kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch. Ai lại chê mình tiền nhiều chứ? Chỗ tốt thứ hai là để Phương Nguyên kéo mối quan hệ với linh duyên trai. Nếu có một ngày hắn trở mặt với tiên hạt môn, Phương Nguyên còn có một đường lui. Trên thực tế, trước khi Phương Nguyên đồng ý với yêu cầu đánh cược của Phượng Kim Hoàng, bản thân của hắn cũng muốn hợp tác với linh duyên trai. Phượng Kim Hoàng thăm dò mộng cảnh nhiều lần, phát hiện giá trị quan trọng của đảm thạch cổ, liền muốn đào gốc cường tiên hạt môn. Mà Phương Nguyên cũng vui vẻ làm như vậy. Nếu thật sự đạt thành giao dịch với Linh Duyên Trai, đối với việc xử lý quan hệ giữa hắn và tiên hạt môn cũng cực kỳ có lợi. Mặc kệ thắng hay thua, trận đánh cược này đều có lợi đối với ta. Dù sao kết quả đánh cược cũng chẳng liên quan đến thi đấu luyện cổ. Sao? Có chút không đúng. Phượng Kim Hoàng đưa ra yêu cầu này chính là muốn làm giảm đấu trí của ta. Linh Quang Phương Nguyên đột nhiên lóe lên, hiểu được dụng ý hành động lần này của Phượng Kim Hoàng. Vậy thì bắt đầu đi. Cuộc tỷ thí này, người thắng cuối cùng sẽ là ta. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên tăng vọt. Mắt Phượng Kim Hoàng cũng sáng lên, vậy cũng không nhất định. Tiền đánh cược đã được xác định, hai bên bắt đầu bàn bạc nội dung đánh cược. Phượng Kim Hoàng đưa ra yêu cầu lấy luyện chế Cổ Lưu Lạc Giang Hồ làm đề thi. Cổ Lưu Lạc Giang Hồ là Cổ Trùng Thủy Đạo ngũ chuyển, cùng một hệ liệt với Cổ Thủy Tích tam chuyển, Cổ Lưu Lạc tứ chuyển, tiên Cổ Lưu Lạc thiên nhai lục chuyển. Phương Nguyên Bác bỏ. Linh Duyên trai vô cùng am hiểu bồi dưỡng, nuôi và vận dụng Cổ Trùng Thủy Đạo. Điểm này từ tiên Cổ Ốc Lầu cận thủy là có thể nhìn ra được. Nếu luyện chế Cổ Lưu Lạc Giang Hồ, đối với Phượng Kim Hoàng chính là một ưu thế quá lớn phương nguyên đưa ra yêu cầu luyện chế cổ huyết tẩu đây là cổ huyết đạo tam chuyển dùng để di chuyển phượng kim hoàng cũng trực tiếp bác bỏ nói đùa người nào mà chẳng biết phương nguyên am hiểu thuật luyện cổ huyết đạo muốn luyện cổ trùng huyết đạo phượng kim hoàng không có lòng tin hai bên bàn bạc một lát rốt cuộc quyết định dùng phương thức võ đấu luyện chế cổ trùng ngũ chuyển viêm đạo ngũ khiếu hỏa tháp đánh cược này không phải là đấu cá nhân mà là công khai rất nhanh nguyên liệu được đưa đến trước mặt hai bên để đảm bảo công bằng hai bên nhất định phải dựa theo cổ phương đã cho để luyện chế cổ trùng bên nào có thể luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp đầu tiên bên đó sẽ chiến thắng khác với đấu văn bởi vì là đấu võ cứ mỗi lần đến một giai đoạn đặc biệt hai bên luyện cổ có thể thi triển công kích đối phương một lần dưới cái nhìn chăm chú của mọi người phương nguyên và phượng kim hoàng ngồi xếp bằng mỗi người chiếm một góc sân Hai bên cách nhau khoảng 260 bước. Tỷ thí bắt đầu, Phương Nguyên lập tức xem xét nguyên liệu luyện cổ trong tay. Hắn nhất định phải hiểu rõ từng nguyên liệu luyện cổ một. Nếu có nguyên liệu hơi hư hỏng một chút, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc luyện cổ. Phương Nguyên kiểm tra rất cẩn thận. Có đôi khi đại hội sẽ cố ý cung cấp một số nguyên liệu bị hư hỏng, thậm chí còn động tay động chân che giấu vết hỏng trên nguyên liệu, khiến cổ sư không thể nhận ra được nếu bị che giấu như thế chờ đến khi luyện cổ nhất định sẽ không ổn bố trí như vậy rất có ý nghĩa cổ sư xưa nay luyện cổ không có khả năng thu thập được nguyên liệu luyện cổ hoàn mỹ có đôi khi bởi vì nguyên liệu luyện cổ được cất giữ quá lâu hoặc bị hao tổn trong quá trình vận chuyển hoặc bị cướp đoạt trong chiến đấu chắc chắn sẽ bị hư hao một chút hoặc cũng có thể mua phải hàng nhái trên thị trường cho nên kiểm tra nguyên liệu luyện cổ cũng là cơ sở tạo nghệ luyện đạo lần này luyện chế cổ ngũ chuyển ngũ khiếu hỏa tháp, đại hội cung cấp nguyên liệu đến một nghìn loại. Không có một con cổ trùng nào, chỉ toàn là hoa cỏ thạch cốt. Phương Nguyên kiểm tra tất cả nguyên liệu xong, mất đến tận nửa canh giờ. Sau đó, hắn lại xem cổ phương mà đại hội cung cấp. Tổng cộng có 5 tấm cổ phương, từ cổ đơn khiếu hỏa tháng nhất chuyển, cổ sông khiếu hỏa lô nhị chuyển, cổ tam khiếu hỏa ốc tam chuyển, cổ tứ khiếu hỏa lâu tứ chuyển, và cổ ngũ khiếu hỏa tháp ngũ chuyển năm cổ trùng này đều cùng một hệ liệt, nhất mạch tương thừa. Muốn luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp, đầu tiên phải luyện ra được một lượng lớn cổ đơn khiếu hỏa tháng, sau đó lấy cổ đơn khiếu hỏa tháng làm nguyên liệu chủ yếu luyện ra cổ song khiếu hỏa lô. Từ nhất chuyển đến nhị chuyển, rồi lại từ nhị chuyển lên tam chuyển, tam chuyển đến tứ chuyển, tứ chuyển đến ngũ chuyển, cứ như vậy mà tiến dần lên, cuối cùng luyện ra được cổ ngũ khiếu hỏa tháp. Cũng bởi vì trình tự này dài dòng, cho nên nguyên liệu cung cấp cho hai bên tỷ thí mới đến một nghìn loại. Đương nhiên, theo thủ đoạn trí đạo của Phương Nguyên, hắn có thể cải tiến cổ phương, tiết kiệm trình tự trong quá trình luyện cổ. Thậm chí có thể từ những nguyên liệu này không ngừng luyện chế, một bước lên trời trực tiếp luyện ra cổ ngũ khiếu hỏa tháp. Nhưng Phương Nguyên suy nghĩ một chút, liền từ bỏ suy nghĩ cải tiến cổ phương mà quyết định đi từng bước. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, trước mặt mọi người, hắn không cách nào dựa vào cổ trí tuệ. Tiếp theo, thời gian suy tính cải tiến cổ phương tiêu hao rất nhiều, được không bù mất. Còn nữa, đây là đấu võ, hai bên có thể ra tay năm lần quấy nhiễu đối phương luyện cổ. Nếu làm một bước, một khi bị quấy nhiễu, nhất định sẽ phí công nhọc sức, vẫn nên đi từng bước thì ổn thỏa hơn. Khi Phương Nguyên đang kiểm tra nguyên liệu luyện cổ, Phượng Kim Hoàng lại kiểm tra cổ phương. Khi Phương Nguyên kiểm tra cổ phương phượng kim hoàng lại tỉ mỉ kiểm tra nguyên liệu luyện cổ mặc dù trình tự hai bên không nhất trí nhưng thời gian ra tay bắt đầu luyện chế cổ trùng lại giống nhau rốt cuộc cũng bắt đầu rồi hai bên đều bỏ ra nửa canh giờ để kiểm tra nguyên liệu luyện cổ và cổ phương nhưng cả hai đều rất bình tĩnh cuộc tỉ thí này liên quan đến mặt mũi của tiên hạt môn và linh duyên trai là cuộc chiến danh dự giữa hai đại cổ phái mọi người đứng dưới quan sát bắt đầu bàn tán có người ủng hộ Phượng Kim Hoàng, có người xem trọng Phương Nguyên. Dưới đài còn hình thành hai phái, có đệ tử của Linh Duyên Trai, cũng có đệ tử của Tiên Hạc Môn, tất cả đều trừng mắt phân cao thấp. Trưởng lão dẫn đội của Tiên Hạc Môn, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm. Phương Nguyên đem đảm thạch cổ ra làm tiền đánh bạc cũng không báo lại cho cao tầng của Tiên Hạc Môn, chuyên quyền độc đoán, điều này khiến tâm trạng bọn họ không được vui. Hoặc đầu, Thủ pháp luyện cổ của Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng giống nhau như đúc. Trong quá trình này, Phương Nguyên dựa vào thủ pháp luyện cổ thành thạo, dần dần bỏ xa Phượng Kim Hoàng, tiến triển rất nhanh, chậm rãi kéo dài khoảng cách. Dù sao Phương Nguyên cũng có được kinh nghiệm của 500 năm kiếp trước. Cho dù Phượng Kim Hoàng có dựa vào tiên cổ thăm dò mộng cảnh, giúp cho cảnh giới luyện đạo tăng vọt, nhưng vận dụng thì phải cần thực tiễn, còn thiếu rèn luyện. Để đuổi kịp Phương Nguyên, Phượng Kim Hoàng bắt đầu thi triển sát chiêu luyện đạo. Tề đầu tịnh tiến. Nàng lắc hai tay một cái, vốn đang nắm giữ một ngọn lửa, đột nhiên chia thành hai nửa, hình thành hai đám lửa. Sát chiêu luyện đạo tiểu như ý thủ. Từ trong đầu Phượng Kim Hoàng bay ra hai cái tay nhỏ, tất cả đều do ý chí cấu thành, ngưng tụ chặt chẽ, tản ra ánh sáng ngọc thạch. Hai tay Phượng Kim Hoàng nâng ngọn lửa lên, không ngừng điều tiết khống chế nhiệt độ ngọn lửa còn hai tay thì không ngừng ném nguyên liệu vào trong ngọn lửa lợi hại thật dùng liên tiếp hai sát chiêu phượng kim hoàng đúng là có chuẩn bị mà đến tốc độ đã muốn nhanh hơn phương nguyên dưới trận vang lên âm thanh bàn tán dùng hai sát chiêu tiên đạo liên tiếp dưới tấm mặt nạ ánh mắt phương nguyên sắc bén như đao nhưng chợt hắn cúi xuống nhìn ngọn lửa trong tay phù nguy hiểm thật dưới trận một vị nữ đệ tử linh duyên trai thở vào một hơi tần quyên sư tỷ tại sao lại nguy hiểm muội rõ ràng nhìn thấy đại sư tỷ kim hoàng dùng hai sát chiêu luyện đạo để vượt lên mà một vị nữ đệ tử khác của linh duyên trai ngồi bên cạnh tần quyên tên tôn giao tò mò hỏi tôn giao sư muội muội nên biết rằng trận đánh cược này khác với trước đó đây là đấu võ bên trong đấu võ cổ sư sẽ ra tay quấy nhiễu đối phương luyện cổ Tần Quyên kiên nhẫn giải thích. "A, à, còn như vậy sao? Bình thường khi muội luyện cổ đã cảm thấy khó khăn rồi, bây giờ trong thời điểm luyện cổ còn bị quấy nhiễu." Trời ạ, à, Tôn Dao che miệng lại, gương mặt hiện lên vẻ không dám tưởng tượng, đấu võ này rõ ràng là tra tấn người khác. Ai nghĩ ra quy tắc này đúng là quá xảo trá. "Không." Tần Quyên lại ngược lại. Nàng tán đồng, nói chống lại quấy nhiễu cũng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của luyện đạo sau này chúng ta tu hành có khi sẽ bị địch nhân đánh lén trong quá trình luyện cổ trên thực tế nhiều khi chúng ta rời khỏi môn phái ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên vì đủ loại nguyên nhân mà hao tổn cổ trùng không thể không luyện cổ trùng bên ngoài để ứng phó cục diện đạo lý tương tự chúng ta đối mặt với cường địch phát hiện kẻ địch đang luyện cổ chúng ta cũng sẽ lựa chọn đánh lén cường công thừa cơ kẻ địch không sẵn sàng mà thi triển tiên cơ. Đây là ý nghĩa thực sự của đấu võ. Tôn giao sư muội muội cũng biết, bên trong quá trình luyện cổ, cổ sư cần phải hết sức tập trung. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ thất bại, chịu phản vệ ngay. Nhưng luyện cổ bên ngoài còn phải tập trung một phần tinh thần chú ý hoàn cảnh chung quanh. Vừa nãy, Đại sư Tỷ Kim Hoàng sử dụng hai sát chiêu luyện đạo đã rất mạo hiểm rồi. Bởi vì một khắc thôi động sát chiêu, tinh thần tất nhiên phải tập trung chuyển lên cổ trùng sát chiêu. Chính vì vậy mà cổ sư sẽ phân tâm vận dụng sát chiêu, dẫn đến ngọn lửa mất cân đối, luyện cổ thất bại. Nếu lúc này ma đầu phương nguyên ra tay công kích đại sư tỷ Kim Hoàng, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức tương đối lớn cho đại sư tỷ. Nghe tần quyên sư tỷ giải thích, lúc này tôn giao mới hiểu ra, thì ra là thế. Đích thật là quá mạo hiểm. Cũng may mà tên ma đầu phương nguyên không có ra tay. Bởi vì Phương Nguyên nhiều lần trong thời khắc mấu chốt đều dùng thuật luyện cổ huyết đạo, khiến đệ tử Linh Duyên Trai không chào đón hắn, đều gọi hắn là ma đầu. Nhưng ma đầu trong 10 cổ phái Trung Châu thật ra rất nhiều. Ví dụ như tam trưởng lão hổ ma thượng nhân của tiên hạt môn. Trước kia ông ta là cổ tiên ma đạo, về sau được tiên hạt môn mời chào. Làm đến cực hạn phương diện này ngược lại là Linh Duyên Trai. Kiếm tiên bạc thanh chính là người trong ma đạo, sát tính 10 phần. Kết quả được tiên tử mặt giao của Linh Duyên Trai dùng tình cảm thay đổi để Bạch Thanh đầu nhập vào Linh Duyên Trai. Cố sự giữa Bạch Tình Tiên Tử và Phượng Cửu Ca cũng được lưu truyền rộng rãi. Phượng Cửu Ca cũng là xuất thân ma đạo đường đường chính chính. Trung châu lớn như vậy, địa linh nhân kiệt. Cứ cách một khoảng thời gian chắc chắn sẽ có ma tu, tán tu kinh tài tuyệt diễm hoành không xuất thế. Mười đại cổ phái vì để giữ gìn đại cục Trung Châu, bảo vệ lợi ích bản thân mà thu hút những nhân tài này đến, là con đường thứ hai để duy trì thế cục, thủ đoạn thượng giai. Không công kích sao? Đáng tiếc, Phượng Kim Hoàng thầm than trong lòng, trước mắt đang có hai ngọn lửa, một ngọn trong đó đã bị tắt. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh toàn trường không khỏi nhất cao lên. Chẳng lẽ ma đầu phương nguyên đã ra chiêu, đại sư tỷ bị hắn quấy nhiễu, luyện cổ thất bại một nửa sao? Tên ma đầu này quá xảo trá, rốt cuộc đã dùng công kích gì, tại sao chúng ta lại không nhìn thấy rõ ràng? Công giao sốt ruột kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự chán ghét đối phương. "Không, không đúng. Trưởng lão chủ trì trận đánh cược này còn chưa tuyên bố cái gì. Điều này chứng minh vừa rồi Ma đầu Phương Nguyên không có ra tay. Thì ra là thế." Mắt Tần Quyên sáng lên, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra hai sát chiêu vừa rồi của đại sư tỷ đều là giả, chỉ là một cái bẫy muốn dẫn dụ Phương Nguyên công kích tỷ ấy. Một khi Phương Nguyên công kích tinh thần sẽ trong tích tắc tập trung vào thủ đoạn công kích của mình. Như vậy hắn sẽ lộ ra sơ hở. Đại sư tỷ phản công, khả năng đắc thủ sẽ rất lớn. Mũi ngất mất. Còn có tình huống này sao? Tôn giao há to miệng, sợ hãi thắng phục cuộc đấu mưu lược đằng sau trận tỷ thí này. Cương mặt tần quyên nghiêm túc lại, vừa nãy ta cũng mơ mơ màng màng. Đại sư tỷ thiết kế cạm bẫy, nhưng ma đầu phương nguyên lại nhìn ra được, không bị mắc lừa. Công Giao sư muội, muội nhìn kỹ đi, cuộc tỷ thí này sẽ cực kỳ đặc sắc. Hai bên tỷ thí tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, ưu tú nhất trong thế hệ này. Vâng. Công Giao gật đầu, đôi mắt mở to không hề chớp nhìn trận tỷ thí trên đài. Mười đại cổ phái Trung Châu vẫn luôn cạnh tranh kịch liệt với nhau, không chỉ là các cổ tiên cạnh tranh mà còn dính đến các đệ tử. Thế hệ này, đệ tử ưu tú nhất trong mười đại cổ phái Trung Châu chính là Phượng Kim Hoàng nhưng trong cuộc chiến phúc địa hồ tiên phương nguyên đột nhiên xuất hiện đạp phượng kim hoàng xuống chân núi nội tình đằng sau đệ tử như tôn giao tần quyên không thể biết được ngay cả đệ tử tiên hạt môn cùng phần lớn trưởng lão cũng chỉ xem phương nguyên là đệ tử do tiên hạt môn âm thầm bồi dưỡng trận trước phượng kim hoàng bị phương nguyên đánh bại trận này là phượng kim hoàng muốn tìm lại mặt mũi dính đến đệ tử ưu tú nhất của mười đại cổ phái cạnh tranh với nhau xem như cũng là linh duyên trai va chạm với tiên hạt môn cho nên khán giả bên dưới tuyệt đại đa số đều đang nghiên cứu một vấn đề rốt cuộc ai mới là cổ sư trẻ tuổi nhất đương đại bọn họ không biết phương nguyên đã trở thành cổ tiên mặc dù chỉ là tiên cương nhưng sớm đã không phải bọn họ có thể ước đoán phượng kim hoàng có được tiên cổ mộng dực đã bắt đầu vận dụng đồng thời nếm được quả ngọt rất lớn người ngoài chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài mà hai bên tỷ thí thật ra đều không quá coi trọng danh dự. Phượng Kim Hoàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu được hai chữ lợi ích. Còn Phương Nguyên thì càng không cần phải nói. Cuộc tỷ thí lại tiếp tục. Mặc dù Phương Nguyên đã khám phá ra được cái bẫy của Phượng Kim Hoàng, cũng không mắc lừa. Nhưng trong hai sát chiêu của Phượng Kim Hoàng, tiểu Như Ý thủ lại là thật. Còn tề đầu tịnh tiến chẳng qua chỉ là giả mà thôi. Dưới sự phụ trợ của hai bàn tay con tốc độ luyện cổ của phượng kim hoàng đã vượt qua phương nguyên theo thời gian dần trôi chênh lệch giữa hai bên dần dần kéo dài nhưng chênh lệch này lại không quá rõ ràng phương nguyên duy trì tiết tấu của mình cũng không vận dụng bất kỳ sát chiêu nào chỉ dùng thủ pháp luyện cổ đơn thuần xử lý hoàn mỹ các nguyên liệu khống chế ngọn lửa thủ pháp luyện cổ không phải sát chiêu luyện đạo thủ pháp chỉ là một kỹ xảo đơn thuần tổng hợp từ kinh nghiệm có thể nói là kiến thức luyện cổ cơ bản Mạnh thật. Cho dù là kẻ địch, cũng không thể không thừa nhận tên ma đầu phương nguyên này, kiến thức luyện cổ cơ bản thật sự quá vững chắc. Ngay cả một số trưởng lão bổn phái cũng không làm được đến trình độ như hắn. Tần quy nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên thở dài. Hắn nắm giữ rất nhiều thủ pháp luyện cổ. Cho đến trước mắt, ít nhất đã sử dụng hơn 30 loại. Nhưng ta cảm thấy vẫn là đại sư tỷ của chúng ta lợi hại. Từ lúc mới bắt đầu thì bị bỏ đằng sau, nhưng về sau lại vượt lên. Hiện tại, mặc kệ ma đầu phương nguyên đuổi theo như thế nào cũng đuổi không kịp. Sát chiêu tiểu thủ này quả nhiên thuận tiện. Tôn Giao hâm mộ nói. Không. Tần Quyên lắc đầu, đại sư tỷ dẫn trước cũng không phải chuyện tốt. Duy trì sát chiêu cần hao phí chân nguyên, đồng thời còn phải hao tổn tinh thần. Trái lại ma đầu phương nguyên chỉ dùng thủ pháp luyện cổ cơ bản, ít tiêu hao tinh thần. Nếu cứ kéo dài, tinh thần của hắn sẽ càng thêm sung mãn hơn so với đại sư tỷ càng có trợ giúp cho việc luyện cổ về sau ồ thì ra là thế thế chẳng phải đại sư tỷ sẽ nguy hiểm sao tần quyên sư tỷ nghe tỷ nói như vậy đại sư tỷ sử dụng sát chiêu luyện đạo bản thân dẫn trước nhưng ngược lại ở thế yếu sao mặc dù tỷ nói rất có đạo lý nhưng tại sao lại như vậy tôn giao cảm thấy quá mơ hồ ha ha tôn giao sư muội đây chính là điểm đặc sắc của đại hội luyện cổ. Muội chỉ vừa mới bắt đầu tu hành, rất nhiều thứ còn chưa tiếp xúc đến, về sau sẽ chậm rãi hiểu ra. Tần Quyên mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Ma đầu Phương Nguyên quả thật quá lợi hại. Chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đã cắn chặt đại sư tỷ. Cho dù đại sư tỷ sử dụng sát chiêu luyện đạo, cũng đều không kéo được khoảng cách. Tiếp tục như vậy là không ổn. Phượng Kim Hoàng đã cảm nhận được sự mỏi mệt theo lý, tỷ thí vừa mới bắt đầu không bao lâu, hai bên đều trong giai đoạn luyện cổ đơn khiếu hỏa tháng nhất chuyển. Theo năng lực của Phượng Kim Hoàng, tinh thần vẫn sung mãn, không nên cảm thấy mệt mỏi mới đúng chứ. Nhưng trước đó là một chuyện, đến khi tỷ thí chân chính lại là chuyện khác. Phượng Kim Hoàng có thể không quan tâm ánh mắt của bên ngoài. Nàng có thiên tư trác tuyệt, lại có song thân là cổ tiên. Từ nhỏ đến lớn đều được bốn phương chú mục. Có thể nói phượng kim hoàng đã tập mãi thành quen áp lực của phượng kim hoàng chủ yếu đến từ phương nguyên phương nguyên thể hiện kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đã cắn phượng kim hoàng để cho nàng vận dụng sát chiêu luyện đạo nhưng cũng không hất được phương nguyên biểu hiện của phương nguyên trước đó quá xuất sắc chiến tích cường đại bên ngoài đánh giá hắn cũng rất cao khiến cho phượng kim hoàng trước cuộc tranh tài đã cảm thấy áp lực sau khi tỉ thí bắt đầu phương nguyên không nhanh không chậm đuổi theo đằng sau lại càng khiến cho phượng kim hoàng áp lực hơn áp lực này khiến cho phượng kim hoàng hao tổn tinh thần rất nhiều phượng kim hoàng từ sâu trong nội tâm đã cảm nhận được sự mệt mỏi và bất an xem ra cho dù ta có cảnh giới chuẩn tông sư luyện đạo nhưng vẫn còn kém hơn tạo nghệ luyện đạo của phương nguyên phải làm thế nào đây phượng kim hoàng vừa luyện cổ vừa nhanh chóng suy nghĩ đối sách bây giờ ta vận dụng sát chiêu luyện đạo hao phí tinh thần rất lớn. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, thời gian trôi qua, ưu thế của phương nguyên ở phương diện này càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu ta từ bỏ sát chiêu luyện đạo, chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ đối ứng, e rằng cũng không sánh bằng phương nguyên. Mà ưu thế lớn nhất của ta chính là đã chuẩn bị rất nhiều sát chiêu luyện đạo. Trận đánh cược này quy định chỉ được dùng nguyên liệu luyện cổ do đại hội cung cấp. Mặc dù có thể sử dụng thủ đoạn công phạt và sát chiêu luyện đạo, nhưng phương pháp dưỡng hồn, nâng cao tinh thần đều bị cấm. Quy tắc này vẫn là do Phượng Kim Hoàng đặt ra, mục đích là cấm phương nguyên trong cuộc tỉ thí sử dụng đảm thạch cổ để tráng hồn. Hồn phách có mối liên quan mật thiết với tinh thần. Hành động này của Phượng Kim Hoàng là hạn chế ưu thế của phương nguyên về phương diện này, không nghĩ đến trong quá trình tỉ thí, ngược lại nàng là người đầu tiên nếm vị đắng của nó. Vèo Đột nhiên, ngón tay út của Phượng Kim Hoàng bắn ra một điểm kim quang. Tốc độ kim quang cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phương Nguyên. Trực chỉ ngọn lửa luyện cổ trong tay hắn. Nếu ngọn lửa bị kim quang bắn trúng, cho dù Phương Nguyên có năng lực cũng chỉ có thể tuyên bố thất bại, tiếp nhận phản vệ, làm lại từ đầu. Nhưng vị trí quan trọng như vậy, Phương Nguyên lại là người cẩn thận, làm sao lại không chú trọng phòng thủ chứ? Ken. một tiếng dòng vang, kim quang còn cách ngọn lửa ba tấc đã đụng phải một bức tường vô hình, bị cản lại ánh mắt phương nguyên vẫn bình tĩnh ngọn lửa trong tay không bị ảnh hưởng chút nào phượng kim hoàng phát ra thế công nhưng lại bị phương nguyên không một tiếng động ngăn cản cho đến khi công thủ kết thúc đám cổ sư mới kịp phản ứng phượng kim hoàng của linh duyên trai lần đầu tiên phát động thế công nhưng đã bị phương nguyên của tiên hạt môn chặn lại đó là công kích gì thế tốc độ nhanh thật lần này lựa chọn của phượng kim hoàng hơi bị sai lầm chỗ quan trọng như thế Phương Nguyên làm sao không chú trọng phòng ngự? Ngược lại chi bằng công kích cơ thể Phương Nguyên, để hắn bị thương còn tốt hơn. Ồ, mau nhìn kìa, Phượng Kim Hoàng một lần nữa dùng sát chiêu luyện đạo. Bên dưới bắt đầu ồn ào, nhưng trên đài lại vô cùng yên tĩnh, bởi vì tất cả tạp âm đều bị ngăn cách hết bên ngoài. Tấn công kẻ thù xong, sau đó thừa dịp an toàn này dùng sát chiêu luyện đạo khác sao? Phương Nguyên nhìn Phượng Kim Hoàng phía đối diện, trong lòng cười lạnh xem ra ngươi đang muốn liều mạng dốc hết toàn lực không hổ danh là phượng kim hoàng cho dù ngươi còn trẻ nhưng cũng biết sở trường của mình không đủ không thể không nói đây là một lựa chọn sáng suốt trong lòng tán thưởng một câu phương nguyên lại không tỏ ra biểu hiện gì bên ngoài vẫn tiến hành từng bước luyện cổ phượng kim hoàng tấn công đối thủ mất hết một cơ hội quý giá còn mình thì thừa cơ thôi động sát chiêu luyện đạo thứ hai dưới sự phụ trợ của hai đại sát chiêu, tốc độ luyện cổ của nàng tăng vọt, dần dần bỏ xa Phương Nguyên. Không có Phương Nguyên sau lưng bức bách, áp lực của Phượng Kim Hoàng giảm xuống, tinh thần và thể xác nhẹ nhõm hơn, trong lòng cũng tháo được một tảng đá nặng, tốc độ luyện cổ dường như tăng thêm một thành. Trận tỷ thí này, Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng đều có năm lần cơ hội ra tay. Bởi vì là giao đấu, không phải sinh tử đấu, mỗi lần ra tay, uy lực đều được hạn chế ở một trình độ nhất định lần đầu tiên ra tay, chỉ có thể vận dụng cổ nhất chuyển. Lần thứ hai ra tay, sử dụng là cổ nhị chuyển, cứ thế mà suy ra. Lần thứ năm ra tay, có thể vận dụng cổ ngũ chuyển. Đồng dạng khi phòng thủ, cũng chỉ có thể vận dụng cổ trùng có số chuyển tương ứng. Đây cũng là điểm hạn chế của phương nguyên. Dù sao phương nguyên cũng là tiên cương. Nếu sử dụng sát chiêu vạn ngã, đại thủ ấn, phượng kim hoàng khó mà ngăn cản. Đương nhiên, sau lưng phượng kim hoàng còn có cha mẹ là cổ tiên trên người phượng kim hoàng nhất định có dấu tiên nguyên tiên cổ hoặc tiên tình tiên ý nếu phương nguyên muốn giết nàng ta khả năng không lớn lần này là thật sự dùng sát chiêu luyện đạo tề đầu tịnh tiến rồi đại sư tỷ đã dẫn đầu đằng trước dưới sân tôn giao hưng phấn gào lên đúng vậy đáng tiếc đại sư tỷ đã dùng hết một lần cơ hội ra tay trong năm lần rồi nhưng đây cũng là chiến thuật kinh điển quyết định thắng bại cuối cùng vẫn phải nhìn thành quả luyện cổ. Tần Quy nhìn trên sân, im lặng nói. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên càng lúc càng bị Phượng Kim Hoàng bỏ xa. Nhưng điều kỳ lạ là hắn vẫn không chút sốt ruột nào, dường như cũng không có ý định vượt qua Phượng Kim Hoàng. Phương Nguyên vẫn dùng thủ pháp luyện cổ như cũ, luyện từng con cổ đơn khiếu hỏa tháng. Bên phía Phượng Kim Hoàng đã bắt đầu luyện chế cổ song khiếu hỏa lô nhị chuyển. Rất nhanh bên dưới lại nhấc lên một trận tán thưởng thì ra phượng kim hoàng đã dùng sát chiêu luyện đạo thứ ba một lần nữa tăng tốc sau nửa canh giờ phượng kim hoàng chủ động tấn công phương nguyên thừa dịp phương nguyên phòng ngự nàng đã thôi động sát chiêu luyện đạo thứ tư bốn sát chiêu đồng thời thôi động trước mắt phượng kim hoàng nổi lơ lửng sáu ngọn lửa mỗi một ngọn lửa đều có một bàn tay tiểu như ý thủ không ngừng ném nguyên liệu vào trong lửa trải qua tác dụng của tiểu như ý thủ Mỗi nguyên liệu được ném vào lửa đều có phân lượng vô cùng chính xác. Nhờ bốn đại sát chiêu phụ trợ, tốc độ luyện cổ của Phượng Kim Hoàng đã vượt xa Phương Nguyên, sau đó không lâu đã bắt đầu luyện cổ tam khiếu hỏa ốc. Lúc này Phương Nguyên mới bắt đầu luyện chế cổ song khiếu hỏa lô. Nhìn Phượng Kim Hoàng một đường hát vang, bỏ Phương Nguyên càng lúc càng xa, không ít người sinh lòng nghi hoặc. Rốt cuộc Phương Nguyên đang làm cái quỷ gì vậy? Công Giao cười hì hì nói, đại sư tỷ thắng chắc rồi. Tần Quyên cũng là thiên tài luyện đạo, sớm được Linh Duyên trai trọng điểm chú ý, chỉ là còn chưa trưởng thành. Nàng cũng đồng ý với công giao, nếu tình thế cứ như vậy mà phát triển, khả năng đại sư tỷ chiến thắng là rất lớn. Dựa vào năng lực của ta, cực hạn lớn nhất là đồng thời duy trì năm sát chiêu luyện đạo. Nhưng lần này là đấu võ, ta nhất định phải chừa lại dư lực ứng phó công kích của Phương Nguyên. Năm lần cơ hội ra tay, ta đã dùng hết hai lần, còn phương nguyên chỉ phòng ngự chứ chưa hề xuất thủ chẳng lẽ ta đưa ra điều kiện quá mê người khiến hắn chủ động nhận thua sao biểu hiện của phương nguyên cũng khiến cho phượng kim hoàng nhìn không hiểu nhất thời không khỏi sinh nghi thời gian lại trôi qua một nén nhang phượng kim hoàng luyện chế cổ tam khiếu hỏa ốc rất có tiến triển đã được một nửa lúc này ưu thế của phượng kim hoàng đã quá rõ ràng bỏ xa phương nguyên cả ba con phố từng đến lúc ra tay rồi Phương Nguyên phát hiện thời cơ đã chín mùi. Hắn lấy một con cổ trùng từ trong tiên khiếu ra. Ta muốn công kích. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Sao? Lực chú ý của Phượng Kim Hoàng lập tức bị thu hút, ánh mắt xinh đẹp nhìn chầm chầm Phương Nguyên, đồng thời vẫn duy trì luyện cổ. Rốt cuộc đã bắt đầu tấn công sao? Nhưng chủ động lên tiếng nói với ta là có ý gì? Phượng Kim Hoàng tất nhiên là phải đề phòng 120%. Phương Nguyên cười ha hả, nói tiếp phượng kim hoàng ngươi nên cẩn thận đấy cổ trùng này của ta là cổ quỷ hỏa nhất chuyển phượng kim hoàng nheo mắt lại ánh mắt lóe lên sự cảnh giác trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cổ trùng nhất chuyển là khẳng định rồi dựa theo quy củ đây là lần đầu tiên phương nguyên ra tay chỉ có thể dùng thủ đoạn nhất chuyển nhưng hắn chủ động cho ta nhìn thấy cổ trùng chỉ sợ là muốn lừa dối ta dù sao ngoại hình cổ trùng cũng có thể ngụy trang nhất định phải cẩn thận mới được. Trong lúc Phượng Kim Hoàng còn đang suy nghĩ, Phương Nguyên đã thôi động cổ trùng trong tay. Một khi thôi phát cổ trùng này, nó sẽ lập tức hóa thành một ngọn lửa quỷ yếu ớt, chậm rãi bay về phía Phượng Kim Hoàng. Đúng là cổ quỷ hỏa. Phượng Kim Hoàng hơi sững sờ. Đúng lúc này, cổ quỷ hỏa đột nhiên gia tăng tốc độ, kích xạ về phía Phượng Kim Hoàng. Đến rồi, chỉ là cổ quỷ hỏa nhất chuyển ánh mắt phượng kim hoàng lóe lên lệ mang trong lòng tự tin mười phần nàng ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng phòng ngự cổ quỷ hỏa dễ như trở bàn tay khi cổ quỷ hỏa trùng kích nàng thậm chí còn có thời gian rảnh suy nghĩ khả năng tấn công liên tục của phương nguyên khi cổ quỷ hỏa đến gần phượng kim hoàng đột nhiên ngừng lại sau đó cổ quỷ hỏa ung dung vây quanh phượng kim hoàng lắc lư hai bên của nàng chuyện gì vậy phượng kim hoàng thầm kinh hãi phương nguyên có ý gì thế sau một khắc sắc mặt của nàng trầm xuống đã hiểu ra trong trận tỉ thí này phòng ngự của cổ sư chỉ có phạm vi ba thước xung quanh cổ quỷ hỏa cũng không đến gần phạm vi ba thước của phượng kim hoàng phượng kim hoàng không thể phòng ngự quá trình cổ quỷ hỏa trôi nổi chỉ có thể xem là quá trình phương nguyên phát động tấn công mà thôi hắn dùng muốn cổ quỷ hỏa để gây áp lực cho ta kiềm chế tinh thần của ta phượng kim hoàng cực kỳ thông minh rất nhanh đã hiểu ra được dụng ý lần hành động này của Phương Nguyên. Đúng là âm hiểm. Bên ngoài sân cũng có không ít người nhìn ra được môn đạo. Tôn Giao tức giận nói, tên ma đầu Phương Nguyên lợi dụng lỗ thủng quy tắc. Lúc nào cũng có một con quỷ hỏa lơ lửng trước mặt, ai có thể yên tâm luyện cổ chứ? Cái này không ai quản sao. Quá vô sĩ rồi. Tần Quyên lắc đầu, trầm giọng nói, quy củ này là do hai bên lập ra loại thế công không giải quyết được này cũng được xem là chiến thuật đấu võ kinh điển, không tính là vô sĩ. Ghê tởm. Tráng phượng kim hoàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quỷ hỏa nhằm vào tổn thương hồn phách. Tinh thần của ta đã hao phí không ít. Nếu bị đánh trúng, tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Nhưng bây giờ phòng thủ, nhất định sẽ liên lụy đến tinh thần. Chú ý động tĩnh của quỷ hỏa, tốc độ luyện cổ sẽ giảm xuống. Trước mắt Phượng Kim Hoàng chỉ có một biện pháp, đó chính là chủ động tấn công, đánh tan cổ quỷ hỏa này. Nhưng cứ như vậy sẽ không có lợi. Bởi vì nàng ra tay lần thứ ba là thủ đoạn tam chuyển. Dùng thủ đoạn tam chuyển để đối phó cổ nhất chuyển của Phương Nguyên, nhìn sao cũng thấy thiệt thòi. Có lẽ đây chính là ý đồ của Phương Nguyên. Hắn muốn dụ ta sử dụng cơ hội tấn công quý báu của mình. Phượng Kim Hoàng nhìn Phương Nguyên phía đối diện, âm thầm nghiến răng. Khống chế quỷ hỏa cũng phải cần hao phí tinh thần nhưng phương nguyên không vận dụng sát chiêu luyện đạo chỉ sử dụng thủ pháp luyện cổ đơn thuần tinh thần có thể nói là sung mãn khống chế một con cổ quỷ hỏa là dư xài ồ không đánh rơi quỷ hỏa của ta sao đúng là kiên nhẫn ha ha phương nguyên bỗng nhiên cười to vậy ta đánh ra thêm một con quỷ hỏa nữa thì như thế nào trước mắt bao người phương nguyên lấy ra con cổ quỷ hỏa thứ hai phượng kim hoàng ngươi nhìn kỹ nhé đây là cổ quỷ hỏa nhị chuyển phương nguyên thẳng nhiên nói không đánh lén như phượng kim hoàng hắn trực tiếp nói thẳng thủ đoạn của mình phong cách tấn công của hắn khác với phượng kim hoàng hai lần phượng kim hoàng tấn công đều là nhanh chuẩn hung ác khiến phương nguyên phải bận rộn ứng đối còn nàng thì thừa cơ sử dụng sát chiêu luyện đạo để tăng tốc nhưng phương nguyên thì chỉ có một chữ chậm mà thôi ngọn quỷ hỏa thứ hai phát ra chậm rãi bay đến trước mặt phượng kim hoàng cách nàng ba thước thì dừng lại Đám quỷ hỏa thứ hai này là do cổ quỷ hỏa nhị chuyển phát ra, hình thể so với đám thứ nhất còn lớn hơn gấp đôi. Hai đám quỷ hỏa cứ xoay tròn chung quanh Phượng Kim Hoàng, khiến áp lực của nàng gia tăng gấp đôi. Hai đám quỷ hỏa một trước một sau, chợt trái chợt phải, lúc xa lúc gần, không có quy luật chút nào. Phượng Kim Hoàng vừa phải phòng bị hai đám lửa, còn phải phân tâm luyện cổ. Rất nhanh, Phượng Kim Hoàng đã không duy trì được. Bành một tiếng nổ thật nhỏ. Một ngọn lửa luyện cổ mà nàng đang khống chế trong nháy mắt nổ tung. Cổ trùng bên trong đã luyện ra được hình thức ban đầu. Đáng tiếc lại bị thất bại trong gan tất. Đại, đại sư tỷ không ổn rồi. Đáng tiếc, con cổ trùng kia chỉ còn thiếu ba bước cuối cùng mà thôi. Tôn giao tức giận muốn dậm chân. Sắc mặt tần quyên cũng trầm xuống, đây là lần đầu tiên phạm sai lầm từ lúc đánh cược đến giờ. Mặc dù nội tình của sư tỷ rất sâu, nhưng phân tâm chú ý nhiều chuyện như vậy quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng vậy phải làm sao bây giờ công giao hỏi tần quyên trầm ngâm nói nếu là ta ta sẽ chủ động từ bỏ một sát chiêu luyện đạo bởi vì ta đang có ưu thế rất lớn chỉ cần duy trì được ưu thế này bản thân không phạm sai lầm người nôn nóng sẽ là đối phương nhưng triệt hồi sát chiêu và thôi động sát chiêu bởi vì phát sinh thay đổi cho nên sẽ càng thêm chú ý trong nháy mắt cũng sẽ hình thành sơ hở lúc này ở giữa sân phượng kim hoàng cũng lóe lên suy nghĩ tương tự phải bỏ một sát chiêu luyện đạo sao ý đồ của phương nguyên chính là như vậy không ta còn có cách chính là lần thứ ba ra tay vận dụng thế âm ba công đánh rụng hai đám quỷ hỏa này loại thiên tài như phượng kim hoàng từ trước đến nay đều kiêu ngạo từ trong bản chất không muốn nhận thua phượng kim hoàng nghĩ đến đây hai mắt sáng lên nhưng khi nàng nhìn Phương Nguyên, trong lòng lập tức lạnh lại. Phương Nguyên đeo mặt nạ, nhưng dường như ánh mắt lạnh như băng của hắn lại cất dấu ý cười trào phúng. Không đúng. Nhìn ánh mắt đó, Phượng Kim Hoàng chấn động trong lòng, đây là cạm bẫy của Phương Nguyên. Hắn đã sớm chờ đợi. Một khi ta tấn công lần thứ ba, Phương Nguyên sẽ bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt ra tay. Đến lúc đó, tinh thần của ta đã vượt qua cực hạn, nhất định sẽ khó mà nhìn được cục diện chung, thậm chí cũng không kịp phòng ngự sẽ bị hắn đánh trúng thật ghê tởm phượng kim hoàng nghiến răng một giọt mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống lông mày rồi trôi tuột xuống gương mặt cứ tiếp tục như vậy cũng không được ta phải nghĩ cách phải làm cái gì bây giờ suy nghĩ thật nhanh thật kỹ mới được bành trong quá trình suy nghĩ của phượng kim hoàng ngọn lửa mà nàng khống chế lại nổ thêm một ngọn vụ nổ lần này còn nghiêm trọng hơn lần thứ nhất chung quanh ngọn lửa đều chịu ảnh hưởng phượng kim hoàng vội vàng vứt bỏ suy nghĩ tạp nham trong đầu cố gắng ổn định lại ngọn lửa a à, tại sao đại sư tỷ lại như vậy không ổn rồi đại sư tỷ đã bị thương tôn giao ôm đầu kinh hô ma đầu phương nguyên mang đến áp lực quá lớn cho tỷ ấy đại sư tỷ vì nghĩ đối sách chú ý phương diện luyện cổ liền giảm bớt sinh ra sai lầm luyện cổ thất bại tất nhiên sẽ phải chịu phản vệ cũng may tỷ ấy bị thương không nặng lắm. Giọng nói của Tần Quyên cũng hiện lên sự khẩn trương. Nàng thở ra một hơi, nói, "Nhưng đây cũng là chuyện tốt." Công giao không rõ cho lắm, tức giận nói, "Tần Quyên sư tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy? Đại sư tỷ luyện cổ sai lầm, dẫn đến bị thương, tại sao lại là chuyện tốt? Bởi vì đã có hai ngọn lửa bị dập tắt, tinh thần được giải phóng một phần. Bây giờ tỷ ấy đã có dư lực có thể ung dung ứng phó cục diện trước mắt. Tần Quyên phân tích. Tôn Giao vỗ đầu một cái, bừng tỉnh, đúng vậy. Ha ha. Nhưng Phương Nguyên lại bắt đầu cười. Phượng Kim Hoàng nghe được tiếng cười của Phương Nguyên, trong lòng lập tức trầm xuống. Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Phương Nguyên lấy ra con cổ trùng thứ ba. Hắn vẫn nói như cũ, ngươi nhìn cho kỹ, đây là con cổ quỷ hỏa tam chuyển. Sau một khắc, bên cạnh phượng kim hoàng đồng thời bay múa ba đám quỷ hỏa ghê tởm thật ghê tởm tôn giao tức giận tên ma đầu này quá vô sĩ đại sư tỷ vừa mới bình tĩnh lại hắn lại đánh ra một đoàn quỷ hỏa hắn vẫn còn muốn bức đại sư tỷ phạm sai lầm đúng là như vậy Cương mặt tần quyên trở nên nặng nề như vậy áp lực sẽ gia tăng mãnh liệt chỉ sợ đại sư tỷ sẽ tập trung tinh thần còn lại ở phương diện phòng thủ Tôn Giao tức giận đến mức mài răng, vô thức vung nắm đấm, tên ma đầu này không lo luyện cổ, lại tập trung tinh thần vào đám quỷ hỏa. Đây điển hình là làm việc không đàng hoàng. Loại người này quá xấu rồi, thật hận không thể đánh hắn thành mặt heo. Tại sao lại có thể như vậy, Phượng Kim Hoàng Lâm vào khốn cảnh? Nàng rõ ràng là dẫn trước, nhưng khi Phương Nguyên ra tay, nàng lại bị động khắp nơi. Trong lòng Phượng Kim Hoàng biết không ổn, bởi vì tiết tấu đánh cược đã rơi vào sự khống chế của Phương Nguyên. Phượng Kim Hoàng muốn phản kích, năng lực không đủ. Ba đám quỷ hỏa đó cứ bay lung tung bên cạnh nàng, có đôi khi bỗng nhiên đột phá khoảng cách ba thước, nhưng sau đó lại chậm rãi rút đi, rõ ràng là muốn trêu chọc Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng rốt cuộc cũng chỉ là thiếu nữ, bị Phương Nguyên chọc đến một bụng tức, nhưng lại không thể phát tác được. Nàng muốn diệt trừ ba đám quỷ hỏa đáng ghét đó, nhất định phải mạo hiểm nhưng lý trí nói cho nàng biết nàng không cần thiết phải mạo hiểm bởi vì cho dù nàng không ra tay cũng đã dẫn trước phương nguyên một đoạn xa chỉ cần duy trì được ưu thế trước mắt thắng lợi chính là nàng khi phượng kim hoàng bắt đầu luyện chế cổ tứ khiếu hỏa lâu chỉ một lát sau phương nguyên cũng đã luyện đến cổ tứ khiếu hỏa lâu rồi phát hiện này khiến cho phượng kim hoàng cả kinh từ lúc nào mà phương nguyên đã kéo gần khoảng cách với ta không có khả năng hắn rõ ràng không sử dụng một sát chiêu luyện đạo nào mà. Nhưng sự thật chính là như vậy. Phương Nguyên chỉ dựa vào thủ pháp luyện đạo không hề thay đổi, lợi dụng kiến thức cơ bản thuần túy, từng chút một thu nhỏ trên lệch, bất tri bất giác đã đuổi đến phía sau Phượng Kim Hoàng. Cổ sư dưới sân rốt cuộc cũng phát hiện được điều này. Đúng là khó có thể tin. Không nghĩ đến tên ma đầu Phương Nguyên lại có thể đuổi kịp. Nữ đệ tử của Linh Duyên Trai sợ hãi kêu lên chỉ dựa vào thủ pháp luyện cổ cũng có thể chiến thắng sát chiêu luyện đạo thực lực của phương nguyên quả nhiên cao hơn phượng kim hoàng trước đây mọi người đã đánh giá cao phương nguyên bây giờ vẫn đánh giá cao như cũ tại sao lại như vậy phương nguyên nhất định đã gian lận ai cũng biết sát chiêu luyện đạo rất lợi hại hắn không sử dụng sát chiêu đã đuổi kịp đại sư tỷ điều này không có khả năng công giao vô cùng bất mãn ánh mắt trưởng lão chủ trì ném đi đâu vậy còn không cho ngừng tỉ thí để điều tra tên ma đầu phương nguyên sao tần quyên bên cạnh lại thở dài yên tĩnh chút đi sư muội thủ pháp luyện cổ đương nhiên kém hơn sát chiêu luyện đạo nhưng trong trận đánh cược này ngược lại có thể chiến thắng sát chiêu sư tỷ nói vậy là có ý gì bởi vì nhân tố chủ yếu để chiến thắng không phải là thủ đoạn mà là bản thân của cổ sư hai bên luyện cổ tiến hành đến bước này rồi đã đến trung hậu kỳ tinh thần của phương nguyên vẫn còn rất sung mãn còn tinh thần của đại sư tỷ vẫn luôn toàn lực hành động nếu chỉ cần thả lỏng một chút phương nguyên sẽ vận dụng quỷ hỏa để uy hiếp khiến đại sư tỷ phải mệt mỏi ứng phó không có tinh thần khống chế nữa sát chiêu luyện đạo có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phụ trợ tốc độ luyện cổ đương nhiên là chậm lại rồi nói đến đây tần quyên thở dài hết thảy đều là kế sách của phương nguyên đại sư tỷ đưa ra đề mục luyện chế cổ ngũ khiếu hỏa tháp hắn liền thẳng thắn đáp ứng. Nhưng cổ phương và nguyên liệu luyện cổ đều do hắn đưa ra. Ngay từ đầu trận tiêu hao chiến này, hắn đã cố ý bị bỏ lại đằng sau, giữ lại tinh thần. Đến trung kỳ, hắn mới ra tay tấn công. Tuy bị bỏ lại đằng sau, nhưng lại nắm giữ thế chủ động. Bởi vì đại sư tỷ muốn giữ ưu thế, không muốn mạo hiểm, cho nên hết kéo rồi lại kéo, nhưng lại không biết đây chính là âm mưu của phương nguyên. Đến bây giờ, Đại sư tỷ đã quá mệt mỏi rồi, tốc độ càng lúc càng chậm, chẳng mấy chốc sẽ bị Phương Nguyên vượt qua. Cái gì? Tôn Giao lo lắng nhìn sang. Rất nhanh, lo lắng của nàng ta đã biến thành hiện thực. Phương Nguyên chậm rãi cân bằng với Phượng Kim Hoàng, sau đó dần dần vượt qua nàng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đại sư tỷ phải thua sao? Hai mắt Tần Giao đỏ bừng, không khỏi muốn rơi lệ, rõ ràng đã cố gắng như vậy, sắp đến bước cuối cùng đại sư tỷ thậm chí còn bị thương cứ như vậy mà để cho tên ma đầu này thắng sao muội không cam tâm ta cũng không cam tâm tần quyên thở dài một hơi nhưng đại sư tỷ vẫn còn một cơ hội còn có cơ hội Công giao chợt quay đầu ngạc nhiên nhìn thoáng qua tần quyên tần quyên nhẹ gật đầu không sai muội đừng quên trong tay đại sư tỷ vẫn còn ba lần cơ hội tấn công một lần công kích tam chuyển một lần công kích tứ chuyển một lần công kích ngũ chuyển. Mỗi lần công kích đều sẽ mạnh hơn. Đây chính là thủ đoạn lật bàn. Cuộc tỉ thí này vẫn còn chưa kết thúc, hết thảy đều sẽ có hy vọng. Đúng vậy, chúng ta còn có hy vọng. Đại sư tỷ cố lên. Hai mắt tôn giao đột nhiên sáng lên, cao giọng hô to. Tiếng kêu của nàng dẫn đến rất nhiều tiếng phụ họa. Sự vinh dự, lòng cảm mến, khiến cho mấy trăm đệ tử linh duyên trai hô to, động viên phượng kim hoàng mặc dù âm thanh không thể truyền đến, nhưng Phượng Kim Hoàng vẫn cảm nhận được. Mọi người, ta không thể thua. Ta phải thắng. Đây là lúc vận dụng đòn sát thủ. Sát chiêu luyện đạo, mặt hóa. Phượng Kim Hoàng hét lớn trong lòng. Đồng thời đánh ra ba công kích liên tục về phía phương nguyên. Phượng Kim Hoàng được ăn cả ngã về không, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là dùng hết toàn bộ cơ hội tấn công. Điêu trùng tiểu kỹ Phương Nguyên đã phòng ngừa ba công kích này, đồng thời phát động ba đám quỷ hỏa quấy nhiễu. Hiệu quả quấy nhiễu không quá xuất sắc. Phượng Kim Hoàng đã dập tắt được ba đám quỷ hỏa, sát chiêu luyện đạo trong tay đã sắp hoàn thành. Hừ, cổ bột quang. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, con ngón tay búng ra một con cổ trùng tứ chuyển. Cùng lúc đó, hắn lại đánh ra thế công ngũ chuyển, phát sau mà đến trước. Phượng Kim Hoàng đã sớm chuẩn bị ngăn cản thế công ngũ chuyển, nhưng cổ bột quan lại đến bên cạnh nàng đột nhiên nổ tung vụ nổ không quá nghiêm trọng nhưng ánh sáng lại vô cùng chói mắt tại sao lại như vậy tại sao hắn lại biết khuyết điểm của sát chiêu mặt hóa dưới biểu hiện khó có thể tin được của phượng kim hoàng sát chiêu mặt hóa đã hoàn toàn bị đánh gãy thôi động sát chiêu không thành phản vệ mãnh liệt khiến cho ngũ tạng lục phủ của phượng kim hoàng co lại bên trong cơ thể chảy rất nhiều máu sự đau đớn kịch liệt khiến cho tinh thần và thể xác của nàng kịch chấn, không cách nào khống chế ngọn lửa được nữa. Toàn bộ quá trình luyện cổ đã hoàn toàn thất bại, đồng thời phản vệ to lớn đã bộc phát trên người của nàng. Phượng Kim hoàng phun ra một nguồn máu tươi, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Dưới trận lập tức loạn thành một bầy. Đệ tử Linh Duyên trai muốn lên đài nhưng đã bị cổ trận ngăn cản. Không được quấy nhiễu trật tự. Ai vi phạm phải chịu trách nhiệm. Trưởng lão chủ trì quát lớn ổn định cục diện sau đó nhìn phương nguyên nhất thời người xem dưới trận đều nhìn phương nguyên phượng kim hoàng đã hôn mê cho dù nàng tỉnh một lần nữa luyện cổ nguyên liệu trong tay cũng không đủ hiện tại phương nguyên đang đứng ở thế bất bại chỉ cần hắn chậm rãi luyện ra cổ ngũ khiếu hỏa tháp hắn sẽ giành được thắng lợi nhưng khi phương nguyên sắp thành công hình thức ban đầu của cổ trùng trong tay hắn bỗng nhiên nổ tung Phương Nguyên ngạc nhiên, cái này. Trận tỷ thí của Phương Nguyên và Phượng Kim Hoàng thu hút vô số người đánh cược, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Quá trình đánh cược vô cùng đặc sắc, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng, Phương Nguyên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại trùng hợp gặp phải tỷ lệ thất bại của cổ ngũ chuyển, dẫn đến thất bại trong gan tất. Nguyên liệu luyện cổ trong tay hắn không đủ cho lần luyện cổ thứ hai. Phượng Kim Hoàng thì ngất đi, nguyên liệu cũng thiếu trầm trọng. Vì thế, trận đánh cược này lấy tỷ số hòa để chấm dứt. Sau khi tỷ thí kết thúc, Phượng Kim Hoàng được trị liệu, nhanh chóng tỉnh lại. Khi biết được kết cục sau cùng, Phượng Kim Hoàng thâm ý nhìn Phương Nguyên. Nếu là ngang tay, vậy theo quy củ đánh cược, hai bên có thể lựa chọn một là lấy lại tiền đặt cược của mình, hai là hai bên trao đổi riêng, trao đổi tiền đặt cược của mình với đối phương. Như Phương Nguyên đã dự liệu, phượng kim hoàng lựa chọn phương thức thứ hai phương nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv suy nghĩ một lát liền đồng ý phượng kim hoàng đưa ra một con cổ trùng tính đạo đích thân đưa cho phương nguyên bên trong cổ trùng ghi lại phương pháp giành lại cuộc sống mới sau đó hai bên ký hiệp ước trước mặt mọi người chủ phúc địa hồ tiên phụ thuộc tiên hạt môn là phương nguyên thành lập buôn bán đảm thạch cổ với linh duyên trai trong thời gian này phương nguyên sẽ ưu tiên cung cấp đảm thạch cổ cho linh duyên trai ngay cả tiên hạt môn cũng phải xếp đằng sau Phương Nguyên đại nhân Hạt phong dương đại nhân muốn gặp mặt ngài một lần Sau khi cuộc tỉ thí kết thúc Một vị trưởng lão của tiên hạt môn Đến trước mặt Phương Nguyên Thái độ vô cùng cung kính Ồ! Phương Nguyên kinh ngạc Vậy thì dẫn đường đi Tại một đỉnh núi vắng người Hắn một lần nữa gặp lại hạt phong dương Hạt phong dương vẫn là bộ dạng thiếu niên Một thân bạch bào Thắt lưng màu đen Gió núi thổi tay áo ông ta bồng bềnh cặp mi rủ xuống bên hông cũng lắc lư theo gió trận đánh cược này đúng là không dễ dàng hai mắt hạt phong dương tĩnh mịch nhìn thoáng qua phương nguyên phương nguyên mỉm cười cũng không còn cách nào gặp phải xác suất thất bại chỉ có thể đưa mắt mà nhìn trong lời nói không hề có sơ hở nào hạt phong dương dò xét phương nguyên từ trên xuống dưới bỗng nhiên trịnh trọng nói người có thiên phú luyện đạo như vậy biến thành tiên cương đúng thật là đáng tiếc thật ra ngươi muốn tìm kiếm pháp môn giành lại cuộc sống mới cũng không nhất thiết bỏ gần tìm xa tiên hạt môn ta có một pháp môn huyền bí đảm bảo ngươi có thể thoát khỏi thân phận tiên cương phương nguyên nghe xong trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái tại sao hắn cứ có cảm giác hạt phong dương đang có ý mời chào hắn nhưng suy nghĩ lại một chút cho dù phương nguyên có đối nghịch với tiên hạt môn cho dù hắn có bối cảnh khác bọn họ cũng không quan tâm chỉ dựa vào biểu hiện luyện cổ của phương nguyên lúc này cũng đủ để cho tiên hạt môn phải động tâm. Pháp môn huyền bí mà hạt phong dương nói đến, Phương Nguyên đương nhiên cũng biết. Còn có thể là cái gì chứ? Rõ ràng là pháp môn đoạt xá. Hạt phong dương tuyệt đối không ngờ, Phương Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị cho phương diện này. Nếu mất đi tự do, ta tình nguyện giữ lại thân phận tiên cương. Phương Nguyên nói. Hạt phong dương lắc đầu, ta mời ngươi đến đây không phải là để bàn luận vấn đề tự do của ngươi nói chuyện chính đi em trai của ngươi bị ngươi bắt đi ngươi nhất định phải giao y ra nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận ồ đây là uy hiếp sao giọng phương nguyên trầm xuống phương chính chỉ là lựa chọn dự bị cho việc hắn giành lại cuộc sống mới cho dù không thoát khỏi thân phận tiên cương phương chính vẫn là lựa chọn để luyện thành huyết thần tử không có nhân tuyển thứ hai làm sao phương nguyên có thể buông tay hạt phong dương lại gật đầu ngươi có thể hiểu thành uy hiếp nhưng ta muốn giải thích kỹ càng hơn nói thật diệt trừ phương chính là lệnh của thiên đình chẳng lẽ ngươi còn không rõ trọng lượng hai chữ thiên đình sao ngươi nên hiểu rằng ở trung châu không có thế lực nào hay người nào có thể vi phạm được thiên đình làm sao mà phương nguyên không rõ sự lợi hại của thiên đình chứ hắn có được trí nhớ của kiếp trước thậm chí còn hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của thiên đình còn hơn hạt phong dương ta đương nhiên biết thiên đình nhưng tại sao thiên đình lại đánh chủ ý lên phương chính? Lại còn trịnh trọng diệt trừ một phàm nhân. Ngươi lấy cớ này, không khỏi quá giả tạo đi. Hạc Phong Dương, ngươi làm như thế làm sao ta có thể tin tưởng? Phương Nguyên Giang hai tay ra. Hạc Phong Dương thở dài một hơi, ta không cần ngươi tin. Nếu ngươi lấy mạng phương chính, kết quả sau cùng chính là phúc địa hồ tiên bị thiên đình công phá, sau đó thu lấy đối với ta hay là tiên hạt môn đều không hy vọng cảnh tượng này phát sinh ngươi cứ việc suy tính lại nhưng thời gian dành cho ngươi không nhiều nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ ba ngày sau ngươi hãy giao phương chính cho ta phương nguyên cao mày tin tức ngoài ý muốn này khiến cho hắn không kịp chuẩn bị hắn không biết sự tồn tại của túc mệnh cổ cũng khó mà liên hệ phương chính với thiên đình hắn nhìn mặt hạt phong dương ý đồ từ trong biểu hiện của ông ta mà tìm ra chút khe hở ngươi tưởng ta ngốc sao? Giao phương chính cho ngươi, tương đương với việc giao chìa khóa tấn công phúc địa hồ tiên cho ngươi. Ha ha! Hạc phong dương ngửa đầu cười to, phương nguyên, thật khó cho tiên cương ngươi, tâm địa quá gian dảo. Ngươi không cần thăm dò ta. Trên thực tế, ngươi đã bắt đầu tin tưởng lời ta nói. Thật ra ta cũng hiếu kỳ hơn so với ngươi. Nhưng liên quan đến thiên đình, hiếu kỳ vẫn phải có chừng mực. Ba ngày sau, ta sẽ xử quyết phương chính trước mặt ngươi. Nhưng để trao đổi, ngươi hãy giao hồn phách của thiên hạt thượng nhân ra. Ngươi nên biết, ông ta là thuộc hạ tương đối đắc lực của ta. Phương Nguyên im lặng. Hạt Phong Dương cũng không ở lại, quan mang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hạt Phong Dương đã rời đi, Phương Nguyên cũng không ở lâu, lợi dụng định tiên du trở lại phúc địa hồ tiên. Liên quan đến Phương Chính, trước giờ hắn vẫn không để tâm chuyện đầu tiên mà phương nguyên làm chính là nghiên cứu pháp môn mà phượng kim hoàng giao cho hắn liên hương tiên tử phương nguyên đúng là không nghĩ đến phương pháp giúp cho hắn thoát khỏi thân phận tiên cương lại có liên quan đến tiên tử đời trước của linh duyên trai liên hương tiên tử là tiên tử đời trước của linh duyên trai cũng là tiên tử đại diện cho linh duyên trai giống như mặt giao dựa theo tin tức mà phượng kim hoàng đã cung cấp khi liên hương tiên tử còn là cổ sư ngũ chuyển đã bị địch nhân ám toán luyện thành cương thi nhưng bà lại là một trong thập tuyệt thể cổ nguyệt âm hoang thể nhờ cơ duyên xảo hợp bà đã thành công thăng tiên nhục thân cương thi trong một lần tiếp nhận thiên kiếp địa tai tẩy lễ thoát thai hoán cốt một lần nữa phục sinh nội dung cuối cùng rất nhiều cổ tiên linh duyên trai đã hợp lại suy đoán tạo ra được một pháp môn giúp thoát khỏi thân phận tiên cương chính là thập tuyệt thể thăng tiên thập tuyệt thể thăng tiên phương nguyên không khỏi có chút thất vọng phương pháp này đối với hắn mà nói cũng không thể dùng được cho dù hắn có cổ huyết lô gia tăng tư chất cổ sư cổ nguyệt nhất đại chính là tấm gương để phương nguyên học theo nhưng cổ huyết lô chỉ là phàm cổ cho dù phương nguyên sinh ra rất nhiều hậu nhân giết chết bọn họ cũng khó mà gia tăng tư chất tiên cương của phương nguyên nhưng nếu gia tăng cổ huyết lô lên thành tiên cổ nhất định sẽ có tác dụng rất lớn đối với ta ta có thể lợi dụng cổ huyết lô tăng không khiếu thứ nhất thành cổ nguyệt âm hoang khiếu sau đó tiến hành thăng tiên rất có khả năng giành được cuộc sống mới nhưng muốn tăng cổ huyết lô thành tiên cổ ta phải suy tính cổ phương tiên cổ huyết lô mà làm điều này phải hao phí thời gian tinh lực cho dù có thể tăng tư chất lên trình độ thập tuyệt tương lai độ kiếp sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm dựa theo thông tin của phượng kim hoàng chi kiếp của liên hương tiên tử cực kỳ khủng bố có thể đánh đồng với cổ tiên thất chuyển độ kiếp cương thi thăng tiên quá mức nghịch thiên từ đó dẫn đến ông trời phải nổi giận. Lúc trước, nếu không nhờ mấy vị cổ tiên linh duyên trai ra tay, liên hương tiên tử chỉ có thể bị hạo kiếp nổ thành tro tàn. Tai kiếp khi thập tuyệt thể thăng tiên vô cùng kinh khủng. Phương Nguyên đã tận mắt nhìn thấy hắc lâu lan độ kiếp, về sau còn phải tổn thất tiên cổ. Thập tuyệt thể biến thành cương thi, ý định thăng tiên, tai kiếp lại càng thêm kinh khủng, quy lực tăng vọt không chỉ mấy chục lần. Phương Nguyên tổng kết lại, Pháp môn này không chỉ phải chuẩn bị rất nhiều, hao phí thời gian và tinh lực, mà nguy hiểm cũng cực lớn. Không có người khác giúp đỡ, Phương Nguyên chỉ dựa vào thực lực trước mắt, cho dù có liên hợp với Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn Tiên Tử cũng chưa chắc đã thành công. Cân nhắc đủ phía, Phương Nguyên đành phải gác pháp môn này sang một bên. Hắn bước vào nhà giam ở hành cung đảng hồn, một lần nữa gặp Phương Chính. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Phương Nguyên, Phương Chính gầm lên một tiếng, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Phương Nguyên hỏi: "Thế nào, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt sao?" Phương Chính gào lên: "Cho dù có tra ra nguyên nhân, sư phụ và tiên hạt môn đúng là phải chịu trách nhiệm, nhưng ngươi vẫn là hung thủ như cũ, là hung thủ sát hại cậu mợ. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi giết ta đi. Nếu không, ta mãi mãi sẽ là kẻ thù của ngươi." Ồ em trai ngoan của ta, ngươi đúng là cứng đầu. Đã như vậy, mắt Phương Nguyên sáng lên, bỗng nhiên đưa tay nhắm ngay Phương Chính. Sư hồn. Toàn thân Phương Chính rung lên, không thể động đậy, muốn kêu cũng kêu không được, huyết hầu giống như bị chặn, gương mặt tràn ngập sự thống khổ. Phương Nguyên liên tiếp sư hồn Phương Chính, lục soát bảy tám lần cũng không phát hiện được thứ gì có giá trị. Phương Chính chỉ là một cổ sư bình thường, vì sao lại bị thiên đình cố ý hạ lệnh diệt trừ? phương nguyên im lặng mặc dù không có chứng cứ nhưng hắn tin hạt phong dương nói là thật phương nguyên cũng không biết chuyện túc mệnh cổ của thiên đình mặc dù có trí nhớ của kiếp trước nhưng cũng mang tính hạn chế không có khả năng mọi chuyện đều biết nhất là dính đến bí ẩn của thiên đình tổ chức mạnh nhất ngũ vực chẳng lẽ có người động tay chân vào hồn phách của phương chính phương nguyên chợt lắc đầu khả năng này không lớn nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này rốt cuộc có nên giao phương chính ra hay không? Đây mới là vấn đề. Phương Nguyên tất nhiên không sợ hạt phong dương, nhưng hắn lại kiên kỵ tiên hạt môn, lại càng lo lắng thiên đình. Trong số cổ tiên bác chuyển thiên đình, chỉ cần một người ra tay cũng đủ nghiền chết hắn giống như nghiền một con kiến. Đương nhiên đây chính là kết quả đối chiến. Phương Nguyên tất nhiên không có khả năng ngốc như vậy. Hắn còn có thể chạy trốn. Định tiên du chính là thủ đoạn tuyệt diệu, Ba ngày sau, phương nguyên giao ra phương chính, còn có tảo ký hồn bên trong có hồn phách của thiên hạt thượng nhân. Phương chính rõ ràng đã bị nghiêm hình tra tấn kinh khủng, da tróc thịt bông không nói, trên người còn rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương. Thậm chí có một cánh tay của y bị chặt đứt, lắp vào một cái chân chó. Phương chính còn có thể cảm nhận được cái chân chó này, có thể khống chế tiến hành một loạt động tác. Cực hình này khiến người ta phải sụp đổ. Nhưng hạt phong dương cũng chỉ quét mắt nhìn qua, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến nào chỉ nói với phương nguyên ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác bây giờ nên thực hiện lời hứa của ngươi đi mắt phương nguyên sáng rực lên ngươi hãy nhìn đi hạt phong dương chậm rãi ra tay dưới sự quan sát của phương nguyên ông ta ngay tại chỗ giết chết phương chính dưới ngọn lửa thiêu đốt một chút cạn bã cũng không còn hạt phong dương đại nhân vì sao vậy ngài rõ ràng đã đáp ứng ta mà bên trong tảo ký hồn truyền đến tiếng gào của thiên hạc thượng nhân. Đây là mệnh lệnh của thiên đình. Thiên hạc môn cần hy sinh phương chính. Thiên hạc, đây cũng là vận mệnh của ngươi. Ban đầu, ngươi nên từ bỏ phương chính, kết quả ngươi lại mềm lòng, cam nguyện làm bạn với y, chỉ đạo y tu hành. Nhưng bây giờ y đã hoàn toàn bị diệt vong, ngay cả một chút hồn phách cũng không còn. Cứ xem như ta nuốt lời đi, ta sẽ tìm cho ngươi một người khác, để ngươi lấy lại cuộc sống mới. Hạc Phong Dương nói. Đại nhân, tiếng khóc của thiên hạc thượng nhân truyền ra. Hạc Phong Dương vung tay lên, tạo ký hồn như thiểm điện hút vào tay áo của ông. Trước khi đi, Hạc Phong Dương nhìn thoáng qua phương nguyên, nếu rảnh, ngươi có thể đến núi phi hạc một chuyến. Hiện tại ta có thể xác định, Hạc Phong Dương đang có ý định lấy lòng ta. Phương Nguyên bừng tỉnh. Hạc Phong Dương chủ động mời Phương Nguyên đến núi Phi Hạc để xem. Núi Phi Hạc là chỗ nào? là sơn môn của tiên hạt môn mặc dù chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhưng nội hàm bên trong đã diễn đạt hết sức rõ ràng trở lại phúc địa hồ tiên phương nguyên suy nghĩ thái độ kỳ lạ của hạt phong dương bỗng nhiên mỉm cười đánh cược với phượng kim hoàng phương nguyên và linh duyên trai đã thành lập mậu dịch trong việc mua bán đảm thạch cổ độ ưu tiên của linh duyên trai phải cao hơn tiên hạt môn nhưng bởi vì mượn tấm gia hổ đại hội luyện cổ trung châu lại có người xem chứng kiến tiên hạt môn cũng không tìm được cớ gì để ngăn cản vụ giao dịch không giống bình thường này phúc địa hồ tiên và linh duyên trai câu thông với nhau khiến tiên hạt môn cảm nhận được nguy cơ trong lịch sử linh duyên trai lôi kéo cổ tiên ma đạo là nhiều nhất bạc thanh phượng cửu ca đều là những ví dụ xâm nhập lòng người cách đây không lâu điều kiện tiên quyết thu phục phúc địa hồ tiên thất bại phương nguyên lại thể hiện tạo nghệ luyện đạo cực mạnh tiên hạt môn rốt cuộc quyết định lấy việc lôi kéo phương nguyên làm chủ cho nên, thái độ của Hạc Phong Dương đối với Phương Nguyên đã có sự thay đổi. Chuyện Phương chính là thật. Hành động lần này của Hạc Phong Dương chính là lấy lòng Phương Nguyên. Sau đó lấy pháp môn đoạt xá để triển khai dụ dỗ Phương Nguyên. Đối với ông ta mà nói, Phương Nguyên giam Phương chính, thiên đình tất nhiên sẽ công phá phúc địa Hồ Tiên. Nếu đảng Hồn Sơn không bị Phương Nguyên hủy đi, thiên đình khẳng định sẽ thu vào tay của mình. Phúc địa Hồ Tiên không thể dọn đi, thiên đình khả năng cũng sẽ chướng mắt, sẽ để nó lại cho một trong mười đại cổ phái. Về phần là cổ phái nào, vậy thì phải nhìn nội bộ phe phái thiên đình cạnh tranh như thế nào. Hiển nhiên, tiên hạt môn trong các thế lực của thiên đình, địa vị khá thấp. Khả năng có thể cạnh tranh được phúc địa hồ tiên không lớn. Cho dù có đoạt được, không có đảng hồn sơn, giá trị của phúc địa hồ tiên cũng giảm mạnh. Bất kể thế nào, nó cũng đều trái với lợi ích của hạt phong dương, của tiên hạt môn. Cho nên, Hạc Phong Dương thông báo với Phương Nguyên việc này cũng là giữ gìn lợi ích của riêng mình. Hiện tại, ta trên danh nghĩa là phụ thuộc tiên hạc môn, nhưng so với Linh Duyên Trai và tiên hạc môn, ta ở giữa lại thuận lợi hơn. Thoáng một cái đã giúp cho áp lực bên ngoài của ta giảm bớt không chỉ một nửa. Phương Nguyên cảm thán. Trên thực tế, Phương Nguyên đã sớm mưu tính được tình thế này. Lúc trước, hắn không quan tâm đến khiêu chiến của Phượng Kim Hoàng, nhưng về sau lại chủ động câu thông, đáp ứng khiêu chiến là vì cái gì chính là muốn mượn linh duyên trai đối kháng với sự cường thế của tiên hạt môn phương nguyên đạt thành mục tiêu mưu đồ trước đó nhưng tác dụng mấu chốt lại không phải hắn mà là sức hấp dẫn của đảm thạch cổ phương nguyên tranh đoạt phúc địa hồ tiên dẫn đến phượng kim hoàng bị kích thích sớm phát hiện ra được tác dụng của tiên cổ mộng dực chính bởi vì phượng kim hoàng sử dụng mộng dực nếm được chỗ tốt nên mới càng thêm coi trọng đảm thạch cổ nếu không phải như vậy làm sao Linh Duyên Trai có thể dễ dàng để Phương Nguyên dựa thế? Đối phương đâu phải kẻ ngu. Không sai, Phương Nguyên cố ý đánh hòa, chính là muốn thể hiện một thái độ ôn hòa để người của Linh Duyên Trai nhìn vào. Đối với Phương Nguyên mà nói, bởi vì trận đánh cược này, tình huống của hắn tại Trung Châu đã phát sinh sự thay đổi chưa từng có. Áp lực của hắn giảm đi nhiều, hắn lại càng có tinh lực để trù tính đại kế khác. Đương nhiên, một khi bí mật phương nguyên phá hư lầu chân dương bị lộ ra ngoài ánh sáng thế cục trung châu nhất định sẽ sụp đổ phương nguyên sẽ người người kêu đánh chạy trốn tận đẩu tận đâu đối với phượng kim hoàng mà nói mặc dù nàng bị thương trong cuộc tỉ thí nhưng vẫn là bên thắng lớn nhất sau này có đảm thạch cổ phụ trợ dưới sự trợ giúp của tiên cổ mộng dực thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng mạnh siêu việt hơn các cổ tiên khác nhanh chóng tích lũy để trưởng thành kiếp trước ta giết phượng kim hoàng nhưng kiếp này trước mắt xem ra ta lại là người thành tựu cho nàng ta đối với điều này phương nguyên cảm khái rất sâu phương nguyên sự việc đã làm thỏa đáng rồi nếu không còn chuyện gì khác ta phải rời đi thôi thái bạch vân sinh đến cáo từ mấy ngày qua ông vẫn hành tẩu bốn phía bắc nguyên tìm kiếm nơi thích hợp để hạ xuống phúc địa ban đầu ông cũng đã tìm được một nơi chuẩn bị hạ xuống phúc địa nhưng trong thời khắc quan trọng lại bị phương nguyên gọi về lần này phải cảm ơn huynh. Địa điểm mà huynh chọn rất tốt. Huynh hãy yên tâm mà đi điều tiết hai khí thiên địa. Đợi tai kiếp đến, ta chắc chắn sẽ đến giúp huynh một tay. Phương Nguyên nói với Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu, cáo từ Phương Nguyên, sau đó lợi dụng tinh môn đến Bắc Nguyên. Sau khi Phương Nguyên có được phúc địa tinh tượng, số lượng cổ tinh huỳnh được dự trữ rất lớn. Tinh môn mở ra cũng không còn khẩn trương như trước. Phương Nguyên bước vào mật thất, một lần nữa gặp Phương Chính. Phương Chính không phải bị hạt phong dương giết chết rồi sao? Tại sao vẫn còn sống như thế? Thì ra đây chỉ là một trò xiết mà Phương Nguyên sắp xếp. Hắn cố ý chặt đứt cánh tay của Phương Chính, sau đó lắp chân chó vào, làm ra cảnh tượng bị ra tấn, vũ nhục. Thật ra, cánh tay cục vẫn được giữ lại. Sau khi hạt phong dương giết chết Phương Chính, Thái Bạch Vân Sinh được Phương Nguyên gọi về đã dùng tiên cổ nhân như cố, hao một lượng tiên nguyên thạch nhằm vào cánh tay cục mà phục sinh phương chính. Hạc Phong Dương cũng không nghi ngờ gì. Ông ta cũng không biết trên thế gian này lại tồn tại tiên cổ nhân như cố. Ông ta nhìn thấy nhục thân, hồn phách của Phương Chính đã bị hủy diệt trước mặt mình. Phương Chính quả thật đã chết. Đối với các cổ tiên khác, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng như vậy. Đây là chuyện bình thường. Nhưng thế giới này rất lớn, chắc chắn sẽ có các loại tiên cổ, sắc chiêu tiên đạo rất kỳ lạ giống như nhân như cố bọn họ thật sự không biết con người đều có tính hạn chế ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ ngay cả cổ tiên cửu chuyển thậm chí nhân tổ cũng không làm được làm được đến bước này có thể chỉ có một tồn tại vĩ đại đó chính là thế giới này phương nguyên vứt một con cổ trùng tính đạo xuống trước mặt phương chính gương mặt lộ ra vẻ trào phúng ngươi hãy nhìn kỹ đi đây chính là tiên hạt môn mà ngươi cảm ơn đái đức đấy, còn có sư phụ tốt của ngươi nữa. Nếu không nhờ ta, ngươi đã chết rồi. Không thể nào. Ta sẽ không tin tưởng hoang ngôn của ngươi. Phương Chính gầm thét, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy con cổ trùng tính đạo. Bên trong cổ trùng tính đạo đương nhiên là ghi chép cảnh hạt phong dương giết chết Phương Chính và lời đối thoại giữa hạt phong dương và thiên hạt thượng nhân. Sau khi Phương Chính xem xong, lập tức bóp nát con cổ trùng tính đạo thành mảnh vỡ, cả người chìm vào trạng thái phẫn nộ y ngửa đầu gào thét gương mặt vặn vẹo tay chỉ phương nguyên gào lên với hắn không thể nào đều là giả là ngươi ngụy tạo ta tuyệt đối không tin ngươi ta mãi mãi không tin ngươi ngươi gạt ta ngươi gạt ta trừ phi ta tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được đích thân sư phụ thừa nhận những gì mà ngươi nhìn thấy nhất định sẽ được chứng thực nhưng không phải bây giờ phương nguyên quay người rời khỏi mật thất hắn đóng cửa nhà lao trong mật thất một lần nữa chìm vào hắc ám phương chính liên tục gầm thét trong bóng tối điên cuồng quyền đấm cước đá trong không gian có hạn sau khi xử lý chuyện phương chính xong phương nguyên một đường hát vang trong đại hội luyện cổ trung châu hắn đã sớm loại đi cường giả luyện cổ chân chính ngược lại dẫn đến giai đoạn hậu kỳ luyện cổ dễ dàng hơn trung kỳ cuối cùng phượng kim hoàng lấy được thành tích thứ sáu còn phương nguyên thì tiến vào trận chung kết cuối cùng hắn nên đón đối thủ mạnh nhất của đại hội lần này, dư một xuẩn. Trận này, Phương Nguyên bị đánh bại một cách gọn gàng. Cho dù đề mục tỷ thí không khác biệt gì so với kiếp trước, Phương Nguyên lại có được ưu thế tiên tri cực lớn. Nhưng dư một xuẩn lại là chuẩn đại tông sư luyện đạo hàng thật giá thật. Cảnh giới này quá kinh khủng. Cho dù Phượng Kim Hoàng có tiên cổ mộng dực, nàng ta cũng không dễ dàng đạt đến cảnh giới này. Cảnh giới lưu phái càng về sau, độ khó tấn thăng sẽ tăng theo cấp số nhân trong toàn bộ lịch sử người siêu việt nhất chỉ có tam lão luyện đạo toàn bộ bắc nguyên chỉ công nhận có bốn người chính là tứ năng luyện đạo bắc nguyên phương nguyên biết rõ cho dù hắn có ưu thế biết trước đề thi hắn cũng không thắng được dư một xuẩn đây là sự chênh lệch về thực lực nói đến cách ăn mặc của dư một xuẩn cũng khá tương đồng với phương nguyên cũng là áo bào đen toàn thân gương mặt còn đeo một chiếc mặt nạ Năm năm trăm kiếp trước của Phương Nguyên, người này cũng đoạt giải nhất, cũng không có gì ngoài ý muốn. Thực lực của ông ta vô cùng thâm bất khả trắc. Phương Nguyên chủ động nhận thua, bị rất nhiều người chỉ trích. Dù sao cảnh giới luyện đạo rất khó mà giải thích cụ thể. Dư Một Xuẩn hoàn toàn rất mạnh, nhưng Phương Nguyên trong mắt thế nhân cũng rất cường thế. Hành vi chưa chiến đã thua của Phương Nguyên khiến cho rất nhiều người háo hức xem trận chung kết phải bất mãn. Bọn họ cho rằng Phương Nguyên không chiến mà nhận thua chính là tấm màn đen của đại hội. Bất kể nói như thế nào, Phương Nguyên giành được vị trí thứ hai đã đúng với mục đích của hắn. Trên thân khắc xuống một đạo ngân thành công. Sau đó, người của 10 đại cổ phái đều liên tiếp phái người tiếp xúc với Phương Nguyên, ý đồ thu mua đạo ngân trên người hắn. Đạo ngân thành công không cách nào cướp đoạt hoặc chuyển dời. Ngay cả Thiên Đình đã phải cố gắng rất nhiều, đáng tiếc không lần nào thành công mười đại cổ phái tất nhiên không có tâm tư cướp đoạt chỉ nói giao dịch dù sao phương nguyên có thủ đoạn lợi hại như vậy nếu để hắn luyện tiên cổ lục chuyển nhất định sẽ tiêu hao đạo ngân thành công này nhưng đổi lại là tỷ lệ thất bại bằng không mặc kệ mười đại phái trung châu ra giá cao cỡ nào phương nguyên cũng đều nhã nhặn từ chối trở lại phúc địa hồ tiên hắn tiến hành chuẩn bị luyện chế tiên cổ biến hình từ lúc phương nguyên có kế hoạch luyện chế tiên cổ biến hình hắn vẫn ý thức được việc gom góp nguyên liệu luyện cổ bởi vì có đạo ngân thành công trên người phương nguyên chỉ cần gom góp một phần nguyên liệu luyện cổ là được điều này khiến cho chi phí của hắn được giảm bớt dù là như vậy phương nguyên gom góp nguyên liệu cũng khá vất vả tiên tài có được từ đại hội đấu giá bắc nguyên cái này bán được thì bán cái nào đổi được thì đổi tạm thời bổ khuyết được nguyên liệu kịp thời nếu không sẽ còn có lỗ hổng độ khó của luyện chế tiên cổ có thể thấy được lốn đốm. Phương Nguyên chỉ chuẩn bị có một phần nguyên liệu nhưng đã chiếm gần hết tài nguyên dự trữ trong tay hắn. Nếu không nhờ mua bán đảm thạch cổ, có đạo ngân thành công trên người, Phương Nguyên tuyệt sẽ không mạo hiểm làm ra hành động được ăn cả ngã về không như thế này. Trung Châu, Sơn Mạch Chân Dương Ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu xuống gò núi chập trùng. Tại một ngọn núi vắng vẻ, một mau nhân đang ra sức leo lên. Sư phụ, sư phụ, chờ con một chút. Mao nhân vừa leo vừa lớn tiếng nói. Khác với Mao nhân khác, ánh mắt của Mao nhân này hiện lên linh tính, khi nói chuyện không khác gì người bình thường. Cả ra sức đuổi theo dư một xuẩn. Trong đại hội luyện cổ Trung Châu, cả Mao nhân này đã sớm chú ý đến dư một xuẩn. Khi đại đội luyện cổ Trung Châu kết thúc, dư một xuẩn lấy được hạng nhất, Mao nhân này liền đuổi theo đằng sau. Gã Mao nhân này có sức lực của một thanh niên trai tráng, nhưng lại không đuổi kịp dư một xuẩn. Sau khi đại hội kết thúc, dư một xuẩn liền tiến vào sơn mạch chân dương. Mao nhân vẫn theo sát đằng sau, một đường truy đuổi. Trên đường, cả bị vô số vết thương, người đầy bụi đất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.